nó cũng hơi trục trặc. Đó, cho nên thứ nhất là không biết không hiểu cái cần biết cần hiểu, thì khi có học đạo ba mớ rồi, căn bản rồi, thì cái niềm tin của mình trong đó nó cũng có vấn đề. Rồi cái thứ ba nữa là khi mà mình có hiểu rồi, có niềm tin rồi, nhưng mà mình sống không có đúng như cái mình hiểu, không sống đúng như cái mình tin. Đấy, cho nên có những lúc tôi không có niệm Phật, tôi không có mà suy tư cao siêu gì, tôi chỉ nhớ có một câu thần chú thôi, một câu một thôi, hình như là mình không tin lắm cái điều mình hiểu. Khi mình dễ vui đó, mình cứ nhớ câu đó thôi, hình như là mình không tin lắm cái điều mình hiểu. Ví dụ như mình biết cái chuyện chết sống của mình nè, cái chuyện sa đọa của mình nè, là cái chuyện có thể xảy ra đầu hôm sớm mai ha, nhưng mà mình không có ngán. Rõ ràng là cái niềm tin của mình nó kỳ kỳ, nó nói gì thì nói, giống như bây giờ mình thấy rõ ràng đó. Để em hỏi từng Phật tử đi, hỏi thiệt từng Phật tử đi, hỏi gì chứ bây giờ mà quý vị có cái giấy của bác sĩ đó nói rằng quý vị ung thư đó, chắc chắn là quý vị tinh tấn hơn phải không? Trong khi đó mình tự mình biết chứ, mình biết được cái chuyện mà sống chết nó rất là mong manh, nhất là ở Việt Nam. Bước ra đường một cái là xe nó có thể nó tông mình bất cứ lúc nào. Đấy. Việt Nam tôi đang nói bằng cái tình thương nha, chứ tôi không có ý châm biếm hay là bài xích, không có năn nỉ bà con đừng nghĩ bậy tội nghiệp, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ở Việt Nam mà ra đường nó là cái chuyện mà bị xe đụng là cái chuyện rất là dễ xảy ra, là chuyện thứ hai. Chờ mà người ta đem được vô tới bệnh viện đó, lại là một cái chuyện may rủi nữa. Chứ ở xứ ngoài đó là 3 giây là người ta có, nếu cần người ta huy động cả trực thăng đó. Ở bên Âu Mỹ là cái chuyện mà trực thăng tới đó là chuyện rất bình thường, có gì lạ. Xíu mình làm đến giờ này trừ ra mấy ông cán bộ trung ương đảng thôi, chứ còn đối với dân đen là có chuyện mà cấp cứu mà trực thăng nè. Nhớ có một lần đó, nó xảy ra một cái cuộc đụng xe ở Cà Mau mà cách đây mấy năm thôi, báo đăng đó, mà mấy cái nạn nhân đó nó toàn là đại gia không, thì gia đình đó mới làm thuê trực thăng của Bộ Quốc phòng đó, chở từ ở dưới Cà Mau chở lên Sài Gòn. Thì một chuyến như vậy đó là 20.000 đô la, mà bình thường không có bảo hiểm, mà đụng chuyện thì phải như vậy đó. Cho nên đó là thứ nhất là rất dễ bị xe đụng, thứ hai đụng rồi thì mình làm cách nào tới bệnh viện đây? Thường người dân họ đứng họ bu họ coi chứ không ai mà nghĩ đến viện cứu đâu, có rờ rờ thôi. Rồi cái thứ ba mà chở vô bệnh viện rồi nó cho mình nằm ở ngoài cái phòng cấp cứu chờ, nếu không có bao thơ bôi trơn thì còn chờ, mà mình ngáp ngáp như con cá mắc cạn vậy đó ha. Xong rồi mà vô được trong rồi cho giường nằm rồi đó, thì cứ một giường 2 người, 1 giường 3 người, quý vị có chịu đời nổi không? Rồi còn điều nữa, nó còn cái hành động trời nữa là không có bôi thơ bôi trơn đó, là thuốc men rồi y tá nó không có được bình thường, nó không có bình thường. Nó rồi sau đó là gia đình phải như là chạy tiền đôn đáo để mà mua thuốc với một cái giá mà coi như là mắc nhất thế giới. Bữa tôi đọc báo tôi hết hồn, bia rượu Việt Nam rất rẻ nhưng mà thuốc thuốc chữa bệnh đó thì toàn là thuốc giả đó. Còn sữa uống cho trẻ em thì nó đắt nhất thế giới, khủng khiếp một cái xứ sở như vậy đó. Thì sẽ dễ tôi kể cho các vị nghe những cái chuyện buồn này để các vị thấy rằng đó là mình rất là dễ vui, là bởi vì mình biết rất rõ những cái nguy cơ, những cái bất trắc mà có thể xảy đến cho mình ấy, nhưng mà đó mình không hề có một cái phản ứng nào mà nó thích hợp với cái biết đó. Cho nên tôi mới gọi đó là câu thần chú, có nghĩa là có những khi mình dễ vui quá cái mình nhớ là hình như là không có tin lắm cái điều mình hiểu. Rồi một lúc khác mình đổi câu thần chú khác, hình như là mình không sống đúng những cái điều mình tin. Cái câu thứ nhất là hình như mình không tin những điều mình hiểu, được cái câu thứ hai là hình như là mình không sống đúng như những điều mình tin. Đấy, rõ ràng là tôi nghĩ trong room này và những người không học lớp này đó, họ cũng có ít nhiều họ cũng biết chứ, biết những cái điều mà chúng tôi trình bày trong cái loạt bài về duyên khởi này, tôi nghĩ ít nhiều họ cũng biết chứ. Có nghĩa là nỗi khổ niềm đau của mình đó, nó được khởi đi từ 6 căn. Cái giáo lý duyên khởi chỉ là cái cách trình bày sáng sủa cái hành trình làm việc, cái hành trình đi đứng của 6 căn mà thôi. 6 căn là quả hả, rồi do chính vì mình không có tu tập á, rồi do cái sự tác động của túc duyên đời trước hả,
Cho nên mình dùng, thay vì mình có người thì dùng cái sáu căn đó để mà tu tập, có người thì dùng sáu căn đó để mà làm ác. Đã. Trong số những người mà dùng sáu căn nó tu tập, nó là chia ra hai ba phe, trong đó có một nhóm đó thì dùng sáu căn để mà làm thiện, cầu sanh thiên giới, cầu quả nhân thiên. Rồi một số ít trong đó nó thì dùng sáu căn để mà tu tập cầu cái quả vô lậu giải thoát. Nó khác nhau chỗ đó, cho nên cứ nhớ tới nó lui hoài. Đó là thứ nhất, phải ôm lại giáo lý duyên khởi, do vô minh trong bốn đế nó mới nhành nảy ra cái ba hành, tức là ba mình nói hôm nay là ba cái kiểu sống, ba kiểu hành động. Để từ cái chỗ mà có ba cái hành này nè, nó mới có cái thức tái tục. Đấy, tái tục ở đây nó có nhiều trường hợp: tái tục về cái chỗ có đủ sáu căn, tái tục về cái chỗ chỉ có một ít trong sáu căn, và có chỗ thì chỉ còn có một căn thôi, đó là cõi vô sắc. Mà thôi, chuyện nói chuyện trên mây, mình nói chuyện dưới đất đi ha. Cho nên nếu muốn nói chuyện dưới đất thì mình chỉ phải nói đến sáu căn. Thì do có vô minh trong bốn đế nó dẫn đến ba hành, mà do có nghiệp, do tạo nghiệp trong ba hành nó mới dẫn đến thức tái tục, thức thức cái tâm đầu thai. Mà từ có cái tâm đầu thai thì nó mới lòi ra cái sáu căn. Rồi từ cái sáu căn này nè, không có tu hành nó mới tạo tiếp cái cơ hội để cho ái nó xuất hiện, tà kiến nó xuất hiện. Mà ái tà kiến nó xuất hiện thì nó tiếp tục, nó tạo ra cái tâm tái tục cho đời sau. Mà hễ có tái tục thì phải có mệnh mệnh chung, hễ có tái tục thì phải có sự hiện hữu, mà hễ có sự hiện hữu thì Đức Phật ngài biết một cái con thú mà bị lột da đó ha, thì làm sao mà nó tránh được cái sự mà nóng bức của nắng, làm sao mà nếu đó là xứ lạnh thì làm sao nó tránh được cái sự lạnh lẽo của tuyết giá, mà nếu đó là xứ nóng thì làm sao nó tránh được cái sự tấn công của ruồi nhặng, của côn trùng. Đấy, quý vị tưởng tượng thì quý vị không mặc gì hết, quý vị ngồi ở trong một cái khu rừng nhiệt đới thì từ sáng cho tới tối 24 giờ đồng hồ thì quý vị được bị đủ thứ cái sự tấn công của côn trùng, thì nói chi là một cái con vật mà nó bị lột da đó, thì cái sự nhạy cảm của nó và cái sự mời gọi quyến rũ của nó đối với các loại côn trùng nó dễ sợ như thế nào. Thì Đức Phật dạy rằng hễ có mặt trong đời này thì mình giống hệt như một con thú bị lột da, có nghĩa là mình là cái chỗ nhắm, mình là cái bia bắn của 1 tỷ cái điều bất trắc sẵn sàng đổ xuống. Và những cái gọi là bất trắc này nè, nó có hai nguồn đến. Cái nguồn thứ nhất là ở bản thân mình, hễ hiện hữu trên đời này là mình không có thích cái này thì phải thích cái kia, không có phiền cái này thì cũng phải ghét cái nọ, phải sợ cái khác. Nội mà cái chuyện mà thích nè, thương nè, ghét nè, sợ nè, giận nè, hờn nè, ghen tuông, tất cả những cái này nó hành mình là coi như là lũ chết rồi. Rồi chưa kể là những cái tấn công từ cuộc đời. Cuộc đời nó đâu đề để mình yên, không có để mình yên. Đấy, một là vì người ta tấn công mình, tức là ta thích cái gì đó ở mình. Còn hai là ta tấn công mình vì sân, là vì ta ghét cái gì đó ở mình. Không thể nào mà trên đời này mà không có ai mà không có những cái bất trắc, nó sẵn sàng, nó chờ đón để nó tấn công, nó đổ lên đầu của họ, chuyện nó không hề có. Ngay cả cái chuyện khen chê đó, mình mà mình có trùm mền khoét lỗ chung xuống đất thì nó cũng móc mà ra để nó khen chê. Cho nên trong kinh mới nói là nắp tí lô kê nên đi tù, không ai trên đời này mình tránh được thị phi. Nắp tí lô kê à, nên đi tù, không ai ở đời này mà tránh được thị phi. Nó không có thấy mặt mình rồi thôi, mà nó thấy được cái mặt móc của mình rồi là nó lôi ra, mỗi lần nó khen hay nó chê, mà thường là chê, nói nặng nói nhẹ, mình không có chọc ghẹo gì nó hết, nó cũng không có tha mình. Trên cái câu này cũng là câu thần chú của tôi sống đó: thay người ta niệm Phật, niệm Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp, cầu gia hộ, tôi không bao giờ mà tôi niệm cái đó, tôi không có tin cái đó, mà tôi lại khoái với cái câu này. Mấy câu lời Phật cả, nắp tí lô kê anh em đi tù. Nắp tí là không có hả, không có ai, không có gì, nobody. Lô kê là trong đời này, in this world. Anh em đi tù đó là không bị chê, không có bị thị phi. Anh nên với tôi là không bị thị phi, không bị chê, không có bị abuse. Abuse là Việt Nam mình kêu là cái gì, tức là sách nhiễu,
là bị abuse là cái gì ta, mình phải bị một cái gì đó từ cuộc đời. Biết cái nó kêu cái gì, mấy cái chữ từ cái nó kêu cái gì nữa, bị người khác họ làm phiền, họ làm nhục, họ tấn công, họ sách nhiễu đó. Thì không có ai trong cuộc đời này mà không có bị cái đó hết, chỉ cần nó thấy mặt mình thôi. Cảm ơn rất là nhiều quý vị, thỉnh thoảng có cho biết như vậy đó. Đó là có cho biết như vậy giống tôi, có những bữa tôi phan một hơi cả là 5 phút tới hồi quý vị báo một cái tin buồn nên là không ai nghe được gì hết, tôi nói cho ma nó nghe. Cho nên phải ôn lại học bao nhiêu kinh trong cái chương duyên khởi này, phải nhớ cái đó, nhớ ôn lại cái đó. Rồi tiếp theo là những bài kinh trong duy phẩm duyên khởi này, xác định một điều là tất cả Bồ Tát đều phải trải qua cái hành trình giác ngộ giống hệt nhau. Là đầu hôm là mất nguyên một cái canh đầu để dùng cái túc mạng minh quán xét vô lượng kiếp đời trước, quán cái quả luân hồi là mình sanh ra ở đó, mặt mũi như vậy đó, tuổi thọ hình dáng như vậy đó, buồn vui vinh nhục như vậy đó, suốt một canh đầu. Rồi cái canh thứ hai đó gọi là quán về cái nhân luân hồi, nghĩa là biết vì đâu mà cái kiếp đó mình làm ăn mày, làm ăn cướp du đảng, làm vua chúa, rồi làm bá tước quận công, rồi làm thầy chùa linh mục đó, là dùng canh thứ hai để mà quán cái nhân luân hồi. Rồi tới cái canh thứ ba đó mới bắt đầu á, canh thứ ba đó mới bắt đầu quán chiếu 12 cái duyên khởi. Là sao? Có nghĩa là thấy đầu hôm là nó thấy quả, giữa là thấy nhân luân hồi, hai cái này nó cộng lại đó để vị nó mới quán chiếu 12 duyên khởi. Là vị đã thấy rằng là cái sự có mặt của mình ở đây nè, là nó y nó đúng như hai canh đầu mình đã thấy vậy đó, đúng rồi đó. Sự có mặt của mình ở đây nó là nó do thức tế tục đầu đời mà có, mà thức tế tục đó là do nghiệp thiện ác mà có. Đó, là cái nghiệp thiện ác đó đó nó do cái gì, do tứ thủ mà có, tứ thủ nó do lục ái mà có, lục ái đó nó do lục thọ mà có, lục thọ đó nó do lục xúc mà có, mà lục xúc đó nó do lục nhập mà có, mà lục nhập đó nó lại do danh sắc đầu đời mà có, cái danh sắc đầu đời có nó là nó do cái thức tái tục mà có, mà thức tái tục đó nó do ba hành mà có, mà ba hành đó nó do vô minh mà có. Rồi bây giờ hãy mà diệt vô minh, hành diệt cái vô minh, diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì lục xúc, lục thọ lục ái diệt, mà lục thọ lục ái diệt, lục ái diệt thì tứ thủ cũng diệt, mà tứ thủ diệt thì hai hữu cũng diệt, mà hai hữu diệt thì không còn sanh lão bệnh tử sầu bi khổ não. Bâm, quốc nhiên đại ngộ, đại công cáo thành, viên chứng Phật quả, trở thành nhất thiết trí. Ngay cái lúc đó là rạng sáng, rạng sáng là lúc đó là ta phải, cái hành trình của tiên chư Phật là phải như vậy đó. Và ngài kể cho mình biết là tất cả chư Phật đều đi qua cái hành trình giống hệt nhau, cho nên sẵn nhờ cái buổi giảng này chúng ta mới biết tại sao mà chư Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp cứu kiếp cái lúc thành Phật đều dài dòng văn tự hơn là cái người bình thường ở chỗ đó, mất nguyên một đêm. Vì sao? Là vì người ta là tỷ phú mà, người ta đi người ta phải huy động, nào là duyên cơ, nào là du thuyền, rồi nào là xe riêng hai ba chiếc, rồi là vệ sĩ, rồi là đầu bếp, rồi là người làm vườn, rồi dân có một dân chuyên môn về lo về tóc tai trang phục phấn son. Các vị có biết mấy vị nguyên thủ quốc gia đó, như tổng thống thủ tướng mà dầu là người nam mà sắp lên đài truyền hình là phải có người phấn son, các vị biết gì đó không? Không phải là nữ nha, nữ là dứt khoát là có rồi đó. Nữ bán vé, bán vé số còn có phấn son. Chứ còn mà mình biết có một nhiều người họ không có ngờ chuyện đó, là ví dụ như là mấy ông thủ tướng tổng thống đó, là họ muốn lên truyền hình là phải có người phải dặm là cái môi của họ, chứ còn nó tái ngoét như miếng thịt trâu đó là không có được. Rồi có nhiều cha hút thuốc môi thâm nữa, có nhiều cha là thâm bẩm sinh nè, là nhiều cha mặt mày coi như là hang hổ tùm lum hết rồi, mụn rồi da lỗ chân lông tùm lum, người ta phải dặm giá cho nó trơn tru, rồi tóc tai cho nó ngon lành đó rồi mới lên. Cho nên mình nhìn thấy cha nào cha nấy nó đã quá sức luôn đó. Thì vì sao? Là vì người ta là người có danh phận thì phải như vậy đó.
Còn như mình bây giờ nó là không có cái gì hết, chẳng hạn như bây giờ thì mình thấy mình giờ đi đâu thì áo quần cơ nó hơi sạch sạch nha, nó hơi đừng có nhăn gấu, đừng có nhăn cái bìa cái viền nó là được rồi. Còn người ta đi cái cà vạt á nó phải màu gì, còn có cái vụ đó nữa, cái cà vạt nó phải đi với cái áo, mà cái áo nó phải đi với cái quần, mà cái quần nó phải đi với cái đôi giày, mà cái đôi giày nó phải đi với mắt kiếng, mà nếu mình có xài nón thì nó phải đi nguyên một cái com lê từ cái trên đầu xuống nó phải đi, chứ còn không có thể nào mà một cái là xong tầng một cái bể sở là không có xài được. Rồi cho nên một vị Bồ Tát là một bậc đại nhân, đại trí, đại hiền, đại hạnh, đại duyên, đại phước. Khi mà ngài giác ngộ, cái hành trình ngài nó lâu như vậy đó, không phải là ngày chậm, mà bởi vì một cái thuyền to mà thì cái bến đậu nó cũng phải rộng, nó là cái chỗ đậu của thuyền lớn được gọi là cảng, chứ còn cái xuồng ba lá, cái xuồng độc mộc đó thì nó tấp vô bờ cỏ cũng được đấy. Nhưng mà một cái chiếc mà vài chục vài trăm ngàn tấn thì cái chỗ nó đậu phải là cái cảng nước sâu, cái cảng nước sâu chứ không deep water port, chứ không có thể nào mà muốn tấp vô đâu tấp. Đấy, cái nhà đọc giáo lý duyên khởi là nhớ nhớ chỗ đó. Rồi tiếp theo nữa đó là giáo lý duyên khởi dùng để lý giải nghiệp báo làm sao, là bởi vì đó trong trong một loạt bài kinh đã học và sắp học đây là nhắc tới nhắc lui vấn đề nghiệp báo, là có những người nghĩ rằng cái nghiệp thiện ác ở đời này là do mình tạo, có người thì nghĩ nghiệp thiện ác này là do ai đó tạo, tức nghĩa là sao, có người thì họ nghĩ rằng là do mình tạo, nghĩa là tôi buồn vui rồi vinh nhục rồi từ đó tôi mới làm việc này việc kia, rồi từ cái chỗ mà tôi làm việc thiện việc ác cái đời sau tôi sinh ra tôi bị cái này tôi bị cái kia, thì Đức Phật dạy rằng đó là tà kiến, bởi vì vốn không hề có cái tôi mà chỉ có các duyên thôi, chỉ có các duyên thôi chứ không có tôi. Rồi có người học ba mớ, học ba mớ nghĩ rằng không phải tôi tạo mà cái do người khác, có nghĩa là như đời này tôi làm phước thì đời sau á tôi sanh thì sanh ra tôi thành người khác rồi đó. Như vậy thì cái đời này những gì tôi hưởng là do cái người nào đó có đời trước họ tạo ra thiện ác, cho nên đời này tôi mới có người hưởng, rồi tôi bây giờ tôi tạo mà mốt tôi thành ra một người khác nữa để tôi chịu khổ chịu hưởng lạc của cái đời này, thì Đức Phật này dạy thì hiểu như vậy cũng là tà kiến nữa, không có mình tạo và cũng không có cái người khác tạo, mà trước sau như một, mà nhấn mạnh là vạn pháp do duyên đấy. Cho nên ở ngoài đời người ta nói là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, thiên là trời đó, còn trong đạo mình thì mưu sự tại nhân mà thành sự tại duyên. À, phải sửa ra lại nha, thành sự tại duyên. Phải sửa lại, tôi cũng có một chút công, tôi cũng có một chút công với Phật giáo, với văn hóa Việt Nam. Khi mà tôi đã sửa được và thành công cái câu gọi là cái câu chúc là vạn sự như ý đó, tôi sửa ra thành ý như vạn sự. Vạn sự như ý chỉ là ảo mộng, nhưng mà ý như vạn sự đó thì là tu hành, mới là tu tập. Đó. Có nghĩa là sao, mình chúc người ta ý như vạn sự, có nghĩa là chuyện đời nó như thế nào á thì cái lòng mình nó cũng thanh thản. Nước á, nó không có hình dáng, nhờ vậy cho nên ấy, nó bỏ nó vô trong cái chậu mà tròn á, thì nó tròn, mà vuông bỏ vô cái chậu vuông thì nó vuông, tam giác và lục giác đa giác thì nó cũng lục giác tam giác và đa giác, mà khi nó lìa khỏi chỗ đựng đó rồi thì nó trở về với cái không hình không tướng của nó. Thì mình tùy duyên nhưng mà bất biến đấy, tùy duyên nhưng mà bất biến à, tùy duyên mà bất biến à, hòa quang nhưng mà không có hỗn tục. Có nghĩa là sáng, người ta sáng thì mình sáng theo, nhưng mà người ta tối mình đừng có tối theo. Hòa quang nhưng không có hỗn tục, hòa nhưng mà không có đồng, hòa nhưng chưa hẳn đồng, chứ không phải hòa đồng có nghĩa là mình hòa làm cái đồng không phải.
Ví dụ như người ta sát sanh trộm cắp, rồi người ta trác tán trị lạc thì kệ người ta. Mỗi lần gặp mặt người ta mình cũng vui vẻ, à, mình cũng săn áo, mình cũng nhảy vô ăn uống vui vẻ. Nhưng mà cái chuyện mà tào lao hơn nữa thì không. Hòa thì có hòa, nhưng mà đồng thì không. Anh ở dưới đồng bằng tôi trên đỉnh núi, hai cái này không có trộn cho được. Hòa nhưng mình chưa hẳn đồng là vậy đó. Tùy duyên nhưng mà bất biến, có nghĩa là bất biến này có nghĩa là mình không có thay đổi cái lập trường của mình, phải hiểu như vậy. Rồi, học đạo phải nhớ cái đó. Thì ở đây tôi trở lại đó là Đức Phật này dùng cái giáo lý duyên khởi để ngài lý giải cái nghiệp báo, ngài nói rằng không phải mình tạo cũng không phải ai tạo mà chính là do duyên duyên tạo. Ngay bây giờ học thì mình cứ nghĩ là nó xa vời, nó ổn, tôi học tôi biết này là cái gì, nhưng mà tại vì mình là con ngựa lì, có nghĩa là con ngựa này đó là người ta nó thấy cái dáng roi nó đã chạy và đập một cây nó đã chạy, nhưng mà mình phải đập dữ dữ nó mới chạy. Mai này khi mà mình nằm liệt một chỗ đi xa lăn nhé, đau nhức nhé, mệt mỏi bất lực không làm được gì, lúc ngồi mới nhớ lại là giá mà ngày xưa cái thời mà tôi ngon lành đó, mà tôi sống an trú trong cái này thì bây giờ tôi tự đại biết bao nhiêu. Các vị có biết không, nếu mà Phật pháp mà tu đúng mức á, các vị thèm được cô đơn lắm. Tu đúng thì sẽ thèm được cô độc, vì trong bát nhân mà giải toán đó Phật pháp, thì trong đó có cái nhân, có Đức Phật ngài dạy cho bà Gotami đó là pháp nào càng hành trì thì càng khiến ta thích độc cư, thì đó là chánh pháp đó. Cái câu thần chú này nó mới hay nè, bài Đức Phật dạy cho bài Gotami đó, phải ghi thêm. Phật dạy cho bà Gotami, bà này bà không có cần nghe biết nữa, bà lúc này bà đắc A La Hán rồi, nhưng mà vì cái lòng đại bi cho cái người đời sau cho nên bà mới vào hỏi Phật. Bạch Thế Tôn, mai này Thế Tôn không còn nữa rồi, người khác họ ai cũng nói rằng đây là lời Thế Tôn, thì chúng con sẽ dựa vào đâu? Bà hỏi là hỏi vì người khác, chứ bà thứ nhất bà là A-la-hán mà hỏi cái gì nữa. Thứ hai là bà đi trước Đức Phật, mà bà tịch trước Đức Phật mình, bà đâu có cần mà hỏi cái câu mà mai này Thế Tôn không còn nữa hết. Nhưng mà bà hỏi vì chúng sinh đời sau, bà hỏi thì ai cũng có thể nói rằng đây là lời của Thế Tôn hết, đây là Phật ngôn hết, đây là chánh pháp chánh đạo hết, thì chúng con phải làm sao, phải dựa vào đâu? Thì Đức Phật này mới dạy rằng là cái pháp môn nào, cái đường lối hành trì nào mà mình càng đi sâu đi xa vào trong đó, qua năm dài tháng rộng mà mình thấy mình an lạc hơn, mình tinh tấn hơn, mình thiểu dục ít cái thích để thích kia hơn, mình dễ nuôi có nghĩa là không có cầu kỳ đòi hỏi hơn, rồi mình thích độc cư hơn. À, thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy đây là chánh pháp. Còn cái đường lối hành trì nào mà nó không có dẫn đến mấy cái này nè, là coi như là không phải Phật pháp, không phải Phật ngôn, không phải chánh đạo, nhớ cái đó. Cho nên tại sao tôi nhắc cái chuyện đó ở đây, là không phải lạc đề đâu, nó có liên hệ đến cái điều gì, cái giáo lý duyên khởi tôi đang nói đó, duyên khởi mà. Có nghĩa là cái này nó liên hệ cái này, nó tạo ra cái kia nó từ cái này mà ra. Bây giờ đó là mình muốn có một cái tuổi già không quạnh hiu thì nó có cái lời giải chứ phải không, có nghĩa là phải làm đúng, sống tỉnh thức ngay từ bây giờ. Khi mình sống tỉnh thức đến một mức độ nào đó, anh sẽ thấy rằng cái một mình nó là một cái diễm phúc, mà khi anh yêu được sự cô đơn thì mai này đó mà anh có nằm một chỗ đó, anh thấy cái cô đơn đó nó lại là cái thế giới xưa giờ của mình nha. Còn nếu bây giờ mà cái buồn vui của anh mà nó phải bị lệ thuộc vào vợ, vào chồng, vào con, vào cái, vào bạn, vào bè, vào thân nhân quyến thuộc láng giềng chòm xóm bậu bạn ấy, thì coi như là cái nỗi khổ niềm đau là cái giá tất nhiên mà mình phải trả. Ok, còn trong khi đó nếu mà mình có khả năng an lạc với riêng mình ấy thì ở đâu cũng được. Ở tiếng Mỹ nó có cái chữ gọi là independent, là có nghĩa là độc lập, mà trong tiếng Đức nó hay ghê lắm, nó có cái chữ nó kêu self-styled, có nghĩa là độc lập, mà cái chữ này nó mới gần với tiếng Hán. Self là tự mình, stand là đứng, nó giống tiếng Anh vậy đó, self-styled, self-styled.
đọc là stan chứ không phải là stand, self stand tức là độc lập, tức là đứng một mình đấy đó. Đó có nghĩa là vậy đó, đứng một mình có nghĩa là sao, cái là không có cần dựa vào ai hết, không có dựa vào ai hết, nhưng mà nhớ độc lập nhưng mà không có nghĩa là cô lập, không có nghĩa là cô lập nha. Cái này nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Mình không có phải là cô lập mà mình là độc lập, có nghĩa là mình có khả năng sống một mình, sống một mình nhưng mà mình vẫn có khả năng tương thông với thiên hạ, mình không có ghét, không có sợ ai hết, và mình có khả năng thương hết mọi người, nhớ nha. Một mình nhưng có khả năng có khả năng thương hiểu bao dung mọi người. Đó. Chứ không phải là một mình là vì mình chán sợ thế gian, chán sợ thiên hạ, cái đó không có đúng, sai bét. Không phải, đó là sai bét nha. Bây giờ tôi sợ đám đông quá, bây giờ tôi phiền quá, tôi mới chung vô trong một cái chỗ nào tôi ở mình, thì cái đó nghe qua thì tôi thấy nó hay đó, nhưng mà chưa đúng mức, có nghĩa là còn chán, còn ghét, còn sợ, còn tránh né là sai. Thích ở một mình là vì mình như vậy mình có thời gian hơn, mình sống tỉnh thức tốt hơn, đúng. Nhưng mà đối với đời đó mình vẫn phải có trách nhiệm, không phải là mình cứ chạy ra chạy vô, không phải. Nhưng cái lòng, ý tôi đang nói cái sự sẵn sàng, cái lòng nó thương, mình hiểu nói theo trong kinh đó, thì nghe nó hơi cao siêu nhưng mà sự thật là như vậy. Trong kinh Đức Phật dạy dạy làm sao mà mình nhìn về đời đó bằng cái tấm lòng của một người mẹ. Trong kinh Từ Bi nói như vậy đó. Ví dụ trong kinh Từ Bi có ví dụ hình ảnh của người mẹ. Là người mẹ là sao, có nghĩa, hồi đó tôi không hiểu được, ủa tại sao mà mình người nam mà mình tu tâm từ mà tại sao Đức Phật ngài dùng hình ảnh người mẹ. Thật sự có một thời gian dài tôi khó chịu lắm, tôi nói tại sao ngài ngài không có thêm chữ cha vô, ngài không có thêm cái chữ anh chị bạn bè vô, hoặc là thôi tối thiểu ngài xài cái chữ người thân đi. Ví dụ như ngài ngài xài cái chữ mà cái người nào mình thương ha, ngài xài cái chữ nào, người nói ngài xài chữ người thương là được rồi, tại sao ngài xài chữ người mẹ đó. Nhưng mà lớn lên tôi mới hiểu, chỉ có cái tình của người mẹ đó mới lột tả gần giống như cái tâm từ bi. Là vì sao? Là vì người mẹ đó thương con mà không có đòi hỏi gì ở con hết, chứ bạn thì có thể có. Thí dụ như bây giờ thằng Tèo nó rất là thân với thằng Tí, đúng, nó không cần thằng Tí phải cho tiền nó không cần thằng Tí phải mất thời gian nặng nhọc với nó, đúng. Nhưng mà thằng Tí phải cư xử làm sao coi cho nó được, chứ thằng Tí mà chơi dở quá thì coi như là không chơi với thằng Tí nữa. Cái đó có đúng, là thằng Tèo không đòi hỏi thằng Tí phải tốn kém, đúng, không cần Tí phải đổ mồ hôi công sức để tới mà dọn nhà quét tước cho mình, đúng. Nhưng mà riêng thằng Tí phải cư xử làm sao coi cho nó được thì mình mới tiếp tục là bạn nha. Trong khi đó mẹ thì không, con mà nó có tàn tật thế, khuyết điểm thế, hư đốn thế, bất hiếu phạm thượng hỗn hào vô lễ cỡ nào thì mẹ nhiều lắm là mẹ chỉ buồn thôi, chứ còn có bề gì mà nó lết về rồi bên chân mẹ thì mẹ cúi xuống, cúi xuống với nó lập tức. Đây cái đây là lý do là Đức Phật dùng hình ảnh cái chữ hình ảnh người mẹ là chỗ đó. Ở đây đặc biệt không nên để ý cái khía cạnh giới tính trong hình ảnh bà mẹ ở kinh Từ Bi, không nên chú ý đến cái khía cạnh giới tính ở đây nha, mà chỉ chú ý đến cái chỗ gọi là vô điều kiện của mẹ. Con nó có như thế nào ha, nó có ăn cướp, nó có giết người, tay nó có vấy máu mà nó lết về dưới chân mẹ rồi là mẹ cứu xuống nha, mẹ cứu xuống ngay, mẹ cứu xuống để mà mẹ lo. Thì ở đây cũng vậy đó, là dù mình có độc cư, có viễn ly, nhưng mà cái lòng nghĩ về chúng sinh ấy, thì vẫn phải còn đó. Trong kinh nói đó, một cái vị mà Bồ Tát dù sống một mình thì nó cũng luôn luôn nghĩ về chúng sinh như là một người mẹ, dù có phải vì mệt mỏi tránh phiền mà ở một mình,
nhưng mà con cần thì cũng tùy sức mà giúp con, nhưng mà tùy lúc, có lúc thì ngài bỏ hết chuyện của ngài để ngài lo cho chúng sinh, có lúc thì ngài phải 50-50, nhưng quan trọng nhất vẫn là, quan trọng nhất vẫn là khi anh yêu người cũng là anh đang giúp mình. Đây là một chuyện rất là kỳ lạ của Phật giáo, chuyện rất là kỳ cục nghe. Phật giáo dạy những cái điều lạ lắm, anh buông hết anh sẽ được tất cả, đó là cái chuyện rất là kỳ cục của Phật giáo. Anh buông hết anh sẽ được tất cả, còn anh cái gì anh cũng cầm nắm hết. Khi anh nắm bằng cả hai tay đó, thì trời đất này đó, nó chỉ là trong tay, trong hai bàn tay của anh thôi. Bởi vì bàn tay của anh quá nhỏ, khi mà anh cầm quá nhiều thì cái anh được chỉ là hai nắm tay thôi. Trong khi anh buông hết thì cái vòng tay anh nó mới rộng. Cái câu này phải ghi nè: khi mở rộng bàn tay ấy, thì cái vòng ôm ấy nó mới rộng. Đây là câu thần chú: khi mở rộng cái bàn tay ấy, thì cái vòng ôm nó mới rộng. Đó là cái kỳ cục của Phật giáo, có nghĩa là khi mà anh buông hết anh sẽ được hết. Rồi cái câu thứ hai: khi anh thương người đó là anh đang giúp anh nha. Có nhiều người họ Phật tử họ họ hỏi tôi thì quay mail có, qua điện thoại có, hoặc là họ gặp mặt tôi trực tiếp, nó có số con xui từ nhỏ đến lớn sao con bị người ta lợi dụng không, mà ở trong nhà chỉ biết là mẹ mua cho mỗi đứa hai cái áo, mà thằng em á là coi như nó cứ của nó không có giữ, nó mặc rách mặc dơ là nó cứ mình sạch mình giữ kỹ, mà nó xài rách của nó là nó đi đâu nó vô lấy của mình, mà từ nhỏ là con nó bị lợi dụng như vậy. Thì em mình mới nói, nhưng mà thấy mình lớn là mình trọng tùm lum chuyện, mà thấy mình bị lợi dụng. Rồi đi học cũng vậy, bạn bè cái cục gom rồi cái bình mực rồi cái cây bút chì sao nó cũng cứ lợi dụng mình nè. Mà bao trong lớp bao nhiêu người nó cứ đè mình ra, nó lợi dụng. Rồi lớn lên đi học rồi vào đại học rồi ra trường đi làm công sở, thì bạn bè trong sở nó cứ nhờ mua cà phê, nhờ nó thấy mình đi xuống căng tin nó nhờ mua này mua kia, rồi nó quên trả tiền. Rồi thời điểm nó nhờ chở vợ nó đi bác sĩ, chở con nó đi trường mẫu giáo, nó nhờ, mà trong trong cả cái sở trong nhà nó cứ đè mặt mình ra, nó nhờ bộ mặt mình ngu làm sao á. Rồi tới hồi đi chùa cũng vậy, cứ đi chùa là cái chuyện gì mà dơ, cái chuyện gì mà nặng nắng nôi á, là Phật tử cứ vợ mặt mình nó cứ đè mình ra, bắt mình làm cười cười năn năn vậy, nên đem phước báo gì nữa khen mình hai ba câu, rồi mình cuối cùng cái người làm cũng là mình đấy. Thì tôi nhớ tôi đã trả lời như thế này, tôi nói trả lời tôi trả lời hai câu. Cái câu thứ nhất tôi nói rằng tôi không có nhớ anh chị tôi quên rồi, mà tôi chỉ nhớ rằng quý vị làm ơn đừng quên rằng phúc thay cho kẻ nào bị thiên hạ lợi dụng, vì anh còn có giá trị thì người ta mới lợi dụng. Vô phúc thay cho kẻ nào ở đời này mà cuộc đời tìm hoài không ra chỗ lợi dụng. Tôi biết, tôi nói cái này giống như đạo đức giả, mà sự thật đó là như vậy. Sự thật, mình có ngu như bò đi nữa, nhưng mà hễ người ta còn có lợi dụng mình, có nghĩa là mình còn xài được. Cái sợ nhất trên đời này đó là mình không còn chỗ nào để đời nó lợi dụng. Cho nên từ nay về sau anh chị nhớ, dĩ nhiên mình không tiếp tục làm với con bò tốt bụng nữa, thì mình yếu người đừng có đi nắng, yếu người đừng đi nắng, có nghĩa là một khi mình đã làm thì mình đã chấp nhận làm, thì mình đừng có than trách. Mà nhắm mình than mình chưa có lòng, chưa có tự tại vô ngại đó, thì đừng có làm, yếu người đừng đi nắng. Tuy nhiên những khi bị lợi dụng cứ nhớ như vậy đó, cứ nhớ là anh còn có giá trị, mà mình còn có giá trị. Sợ nhất là người ta nhìn mặt mình mà người ta không còn cái gì để người ta nhờ thì nó mệt lắm nha. Bởi vì anh nhớ đó là cái nụ vẽ là người ta chỉ xài được cái một chuyện là lau đồ dơ thôi, mà đến lúc nào mà nó không còn lau nữa đó, thì nó còn tệ hơn cái nụ vẽ nữa, có nghĩa là nó đem liền rồi cũng rác thôi nha. Cho nên là cái chuyện đầu tiên mới nhớ đó là còn bị lợi dụng là mình còn giá trị. Và cái chuyện thứ hai là khi anh thương người khác cũng nghĩa là anh thương anh. Cái câu đó, đó là câu thứ hai nha. Và toàn bộ những cái tôi nói nãy giờ đó là chính là giáo lý duyên duyên khởi, do cái này có cái này không cái kia không, do cái này sanh cái kia mới sanh, do cái này diệt cái kia mới diệt. Tất cả những cái vấn đề
buồn vui trong đời sống của mình, tất cả những cái rối rắm thăng trầm trong xã hội, trong một đất nước, trong một châu lục, cả cái hành tinh này, rồi vô lượng vũ trụ, nó cũng theo cái công thức đó. Do cái này có mà cái kia có, cái này không mà cái kia không. Không có một cái con ong cái kiến, không có một chiếc lá hay là cọng cỏ nào mà nó không là một cái sự tác động đối với thế giới xung quanh. Nhớ nha, một cái hành động nhỏ xíu của mình cứ ngỡ rằng là nó không có ảnh hưởng gì đến thế giới, sai bét, sai bét. Khi mà mình một hành động nhỏ xíu được thực hiện bằng thiện tâm thì có nghĩa mình đang gieo một cái giống giống lành. Mà khi một cái hành động nhỏ xíu, nhỏ xíu là sao? Ví dụ như bây giờ mình nhổ cỏ hay là mình tạt nước, hay là một cái nhìn hấy quýt, một cái biểu môi, một cái ánh mắt khinh khi, hay là một cái nhìn thưởng thức, những cái đó thấy nó không có gì hết, nhưng nó để lại một cái dấu ấn trong cái dòng luân hồi. Tối thiểu thì nó là để lại một cái thói quen tâm lý, nhớ nha, một thói quen tâm lý. Từ cái thói quen tâm lý này mà nó có một cái điều kiện mà nó phát tác đó, thì nó biến thành hành động. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Cho nên là Tây có một câu rất là hay là đừng coi thường những cái suy nghĩ chớp nhoáng. Đừng coi thường những suy nghĩ chớp nhoáng, vì nó được lặp lại nhiều lần nó sẽ biến thành hành động. Đó. Khi nó được lặp lại nhiều lần nó sẽ biến thành hành động. Và hành động nhiều lần nó sẽ biến thành thói quen. Và thói quen nó chính là nhân cách của chúng ta, nó chính là tương lai của chúng ta, nó chính là định phận của chúng ta, nó chính là định mệnh của chúng ta. Tôi nhắc lại nhé, là đừng alo, các vị còn nghe không? Các vị nghe tới đâu rồi? Các vị nghĩa là nãy giờ tôi làm tôi giống như là lên đồng của mình vậy hả? Chết rồi, các vị đã nghe đến đâu? Ok. Cho nên đó là nãy giờ tôi biết có nhiều người nghĩ là tôi đang đi đi xa cái gì, phải tôi dắt quý vị đi một vòng, tôi biết mà, tôi dắt đi một vòng thì cuối cùng tôi mới quay nó lại cho các vị thấy rằng toàn bộ thế giới này nó là như vậy đó. Cho nên rồi bây giờ càng làm ơn nha, xem lại coi có phải những gì mà nãy giờ tôi nói đó nó chính là nội dung, nó chính là nội dung của những bài kinh sao. Đã như vậy đó, tức là nãy giờ tôi không có giới thiệu kinh nào hết mà tôi cứ cấm đầu cấm cổ tôi giảng giảng cho đã, rồi bây giờ tôi mới xác định là nãy giờ là tôi đang giảng nội dung của một loạt mấy bài kinh sao. Rồi tiếp theo là tiếp theo là ôm lại duyên khởi, rồi xác định cái hành trình chứng ngộ chư Phật ha. Rồi tiếp theo nữa là Đức Phật ngài dùng giáo lý duyên khởi để ngài giải thích về nghiệp, nghiệp lý nhé, giải thích về nghiệp lý. Và ngài xác định rằng không ai tạo nghiệp thiện ác, chỉ có các duyên làm việc với nhau mà thôi. Rồi vào điều một điều xác định nữa, ngài, những ngài thì hẹp quá, gom chung luôn các kinh còn lại. Xác định thêm một điều nữa, là không ai có thể thành thánh nếu không hiểu được lý duyên khởi đó. Nếu không, mình không có học lý duyên khởi, mình nghe câu này mình không hiểu tại sao, nhưng mà học kỹ mình sẽ thấy cái lý duyên khởi là gì. Là biết rõ rằng sự có mặt của mình, biết rõ sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt của sáu căn đó. Rồi cái sáu căn này là quả của thiện ác đời trước đó.
Nay ta dùng chúng để làm ác. Hai, tu thiện. Là đang gieo nhân cho sáu căn mới. Làm ác á, thì sẽ có sáu căn chịu khổ. Làm thiện á, thì sẽ có cũng sáu căn đó, chứ có gì đấy, cũng sáu căn hưởng vui, chỉ vậy thôi. Mà là cái giàu vui hay khổ cũng đều là sinh tử, nên người hiểu đạo làm thiện tránh ác, chỉ cầu quả vô sinh. Đấy là nhớ chỗ đó đó, làm ác thì cũng sẽ có sáu căn, mà sáu căn chịu khổ, mà làm thiện thì sẽ có sáu căn hưởng vui. Đấy, mà giàu vui hay khổ đều là sinh tử, nên người hiểu đạo đó làm thiện tránh ác, chỉ cầu quả vô sinh. Đấy có nghĩa là nhân vô lậu đó, nhân vô lậu nha, nhân vô lậu là nhằm cắt đứt cái dòng chảy duyên khởi, phá gãy cái vòng tròn. Vòng tròn gì? Vòng tròn duyên khởi. Cái hồi đó thì cứ lòng vòng như vậy nha. Cái nhân vô lậu, và bây giờ là mình làm mình chỉ mong là đời sau là làm cái gì, đời sau làm cái gì, mong được cái gì, mong hiểu được cái điều mà nãy giờ mình mới vừa đọc á, chỉ mong cái gì đó thôi, mong hiểu được. Nhưng mà mong hiểu được những điều vừa ghi, và bằng cái gì? Bằng thánh trí, không phải bằng thứ kiến thức vay mượn từ người khác. Cái kiểu hiểu biết này chưa đủ để cắt đứt phiền não. Tôi đã ví dụ 350 tỷ lần, nhưng mà bữa nay tôi vẫn dùng ví dụ này lần nữa. Là tại sao cái biết của mình ấy, nó không có đủ để cắt đứt phiền não? Làm sao? Tôi ví dụ nha. Có người, bây giờ tôi kiếm lại một người, bây giờ nói thằng Tèo đi. Thằng Tèo với thằng Tí. Thằng Tèo nó nghe người ta nói rằng là thằng Tí là trong một cái bữa nói chuyện nào đó, nói xấu nó tan nát, không còn cái gì hết. Nói xấu nó tan nát. Thằng Tèo nó rất là giận thằng Tí, nó rất là hận thằng Tí. Bạn nói khố thân với nhau từ nhỏ mà bây giờ nó điểu như vậy đó, nó tiểu nhân như vậy đó ha. Trước mặt mình đó thì nó vui cười ha, thân thiết, mà sao lên nói xấu mình như vậy đó, mà nó nói xấu những chuyện rất là tệ, những cái chuyện mà cái này nghe qua là không thể nào mà chịu nổi ha. Rồi lúc bây giờ đó thì có những cái người thân của nó, thành người thân của thằng Tèo, có người thân của thằng Tí, có họ mới tìm đủ cách để giải thích, thì nó không có. Bữa đó có ba má ngồi đó mà thằng Tí nó không có đối gì con hết á. Thì cái thằng Tèo nó nghe như vậy đó, thì không biết quý vị nghĩ gì sao, chứ tôi biết cái giận nó cũng chưa có hết, là bởi vì nó cũng vẫn còn hơi có cái hoang mang, nghĩ biết đâu người lớn không muốn tụi nhỏ có chuyện. Dạ nó có cái đó, tôi cũng từng trải qua tâm trạng đó, tôi biết. Dù người ta có phân giải cỡ nào đi nữa mà trong bụng mình cũng có cái hoang mang, nghĩ biết đâu mấy người này họ có cái ý tốt, họ muốn cho êm xuôi mọi chuyện, họ nói như vậy thôi. Và ngay cả cái thằng Tí mà mai này mà nó tới trước mặt thằng Tèo mà nó giải thích, thằng Tèo cũng không có tin. Một khi nó đã trót tin rằng thằng kia nó nói xấu mình, bây giờ có cách nào đây?
Có cách nào cho thằng này nó hết giận? Chỉ có một cách một. Đó là ngày kia có người họ mới bèn đưa cho nó một cái video. Đây là cái clip mà quay cái chỗ quay cái bữa nói chuyện đây. Cái câu mà người ta nói rằng thằng Tí nó chửi thằng Tèo đó. Đây là cái câu này đây. Bây giờ anh nghe kỹ lên đây, chính tay anh nhìn thằng Tèo nó ngồi gì, anh coi có người ta có dùng cái kỹ thuật để người ta cắt xén hay không. Đây anh nhìn kỹ nha. Đó đây đây thằng Tèo bắt đầu nó nói đây. Đó thằng Tí bắt đầu nó nói đây. Đó thì theo anh nó cắt cách chỗ nào? Đây là cái mức trung thực của cái clip đúng không? Rồi mà chính anh nghe thấy chưa, cái mà người ta đồn đãi đó, đây là thằng Tí nó chửi anh đây, ngay là ngay chỗ này đây. Nhưng thật ra đó là hiểu lầm, thì phải bằng cái thấy này nè thì thằng Tí mới hết giận thằng Tèo nha. Mà chứ còn mà tất cả những cái biết khác là vay mượn không xài được nha. Thì ở đây cũng vậy, nói gì thì nói, ví dụ như tôi nói rằng đó là danh sách nó tồn tại chớp nhoáng, có đó rồi mất đó, nó nhanh đến mức mà chúng ta không có thể tính đếm kịp đâu. Nhưng mà nói cho nghe vậy thôi, để mình sửa đổi được bao nhiêu sửa đổi, nhưng mà thật sự đó nó chưa đủ để cắt đứt cái phiền não. Phải bằng cái thấy của bản thân mình á thì mới là hết nha. Thí dụ như mình nghe đồn cái đó, bà xã mình nó đang đứng với cái thằng nào đẹp trai dữ lắm ở ngoài ở trong tiệm cà phê đó, là mình nghe mà nổi điên lên. Thì cái cách tốt nhất là mình phải chạy ra đó để mình biết rằng cái thằng mà đẹp trai đó chính là em vợ của mình. Cái ví dụ này tôi nghĩ nó gọn đó. Tức là mình nghe nói là tại vì em vợ mình đó, mình đâu có biết hết, thì mình lấy vợ xa mà, mình là Việt kiều mà, mình về lúc mình về thì mình đâu có thấy cái mặt em vợ mình đâu. Cho nên là mình nghe như vậy là mình nói dịch lên, nhưng mà tới nơi mình đi tới nơi rồi đó thì mình biết chính xác đó là em vợ của mình, em ruột của bà xã mình, thì bao nhiêu cái giận nó hết. Nhưng mà tôi nói rõ nha, em vợ, chứ cái nếu mà cái thằng đứng đó là em ruột của mình đó, chắc mình cũng vẫn còn sợ, vẫn còn nhiều, vẫn còn ghen. Nhưng mà nếu đó là em vợ thiệt, em ruột của bà xã, thì 100% là mình không còn giận nữa. Ở đây cũng vậy, hành giả hoặc là học những người học đạo, học giáo lý là chỉ mới tri văn tri tư thôi. Phải tự mình thân chứng thể nghiệm để mình thấy cái điều mình học mình hiểu nó là như vậy đó, mà cái biết này là cái biết của mình nè. Cho nên bữa hổm có bài kinh mà cái cha nó gót ta, bài kinh nó quan trọng ghê lắm, cái cha nó gót ta cách đây mới mới mấy bữa thôi. Mà biết trong râm còn nhớ hay không? Ngày Đức Phật này, Đức Phật dạy là thánh trí không phải do vay mượn từ ai khác, trong cái câu đó đó. Cái bài đó đó, nếu mà quý vị là cái người mà chí thân chí ái của tôi, mà lại là cái người nghe lời của tôi, thì tôi đề nghị mỗi đêm mà đọc cái bài đó. Cái bài đó nó đọc đọc qua thì không có gì hết, nhưng mà nếu mình đọc về người tôi là ngày dài tháng rộng đó, thì các vị sẽ thấy rằng nó là quý vị thay đổi nhiều lắm. Tất cả ở đời này là chỉ bị chìm trong cái có và cái không. Có người là vì cái chấp nặng vào cái có người chấp nặng vào cái không, nội dung mình kinh đó. Mà thật ra nó thì dạng pháp do duyên, chứ nói rằng là mọi thứ mà do có thì cũng không đúng, mà nói là mọi thứ do không thì không đúng. Thấy rằng vạn hữu do duyên mà có thì sẽ dứt được đoạn kiến, thấy rằng cái gì đã có đều phải vô thường thì dứt được cái thường kiến. Đây đây là kinh nói chứ không phải tôi nói nha. Thấy rằng vạn hữu do duyên mà có đó sẽ dứt được cái đoạn kiến, mà thấy rằng cái gì đã có đều phải vô thường thì dứt được cái thường kiến. Mà khổ thay ấy, cái thấy của mình ấy, là cái thấy bằng phàm trí không phải bằng thánh trí nha. Cho nên ấy, là học là để cho lòng nó thanh thản, học để ngộ ra và cái góc cạnh mà trước đây mình không có thấy.
Thì vậy chứ bây giờ đó là mà ai đấy mà gọi phone mà chửi mình một tiếng là coi như là mình không có cách chi mà mình chịu nổi. Mặc dù mình biết là nó mọi thứ nó đang chớp nhoáng bên trong, nhưng mà ông sư cũng nói vậy chứ mình dựa ở đâu mà mình biết là đúng như vậy hả? Mà giàu cho mình nữa thì lúc đó có bao nhiêu cái tư tưởng tầm bậy tầm bạ nó xuất hiện trong đầu mình, nó khiến cho mình vẫn tiếp tục u mê như cũ. Thí dụ như mình hiểu đạo là hiểu, nhưng mà tự nhiên có mấy cái bên tai mình nó văng vẳng thấy mấy cái câu nói nhịn lúc này là nhục đó, nhịn lúc này là nhục, hoặc là nó sẽ nghĩ rằng mình là cái thằng chết nhát hèn, hoặc là nếu mà bữa nay mình không lên tiếng thì mai mốt nó sẽ tái diễn cái chuyện này nữa đó. Hoặc là nó đang xúc phạm đến là người lớn của mình, nó đang xúc phạm, nó đang làm buồn cái người mà mình thương mình quý, nó đang động chạm đến cái lý tưởng cái chính nghĩa của mình, nó đang động chạm đến cái đường lối mà mình đang tôn trọng theo đuổi đấy, vân 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 vân. Thì nói chung là về văn hóa chính trị tôn giáo quan hệ xã hội, tất thảy những cái mà nó liên hệ tới mình ấy, nó đều là cái cớ để mà mình tham vọng chuyện đời. Cho nên đó là Đức Phật thì mới dạy đi dạy lại một điều là vạn pháp do duyên rồi nha, nó lên tòa ngồi. Còn mà mình không có lặp đi lặp lại những cái biết này trong đầu đó, tôi có thấy gọi đó là tự kỷ ám thị đó, thì mình còn thấy mình là cái gì đó to tát ghê gớm. Tôi nhớ tôi nói hoài là mình tu tập mục đích cao nhất của mình là biến mình thành là một tờ giấy, biến mình thành là một cái sợi lông gà, biến mình thành là một cái miếng bông gòn, để mình có thể bị rơi từ ở độ cao nào đi nữa cũng là vô hại và không bị tổn thương. Còn nếu mà mình không có tu học ấy thì mình sẽ là một cái bình gốm đã dễ vỡ rồi mà lại giòn hả, mà nặng hả, thì rất là dễ bị tổn thương. Nhưng mà mình hãy nhớ rằng mình chỉ là một cái sợi tóc, một sợi lông gà, một cọng lông gà hả, một tờ giấy, một miếng bông gòn, mình là vô nghĩa. Tại sao cùng mình chỉ là một làn khói thôi. Dĩ nhiên tôi biết bà con nhiều người cười thầm chỗ này, nó trời sao ông nói cao siêu á, không phải cao siêu, là phải tập tập từ 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 từ, và có thể nói rằng đó là nếu mà đúng rồi thôi, thôi đâu tôi cũng chẳng cần quý vị biết, nếu quý vị biết rằng đó là trong thời gian gần đây đó là tôi có cái khả năng mà tự tại rất lớn, bị có lẽ phải bắt chước, tôi không dám sàng chứ học hỏi, nhưng mà phải là phải bắt chước. Tôi tự tại là vì nếu mà so với thời gian trước tôi nhẹ, tôi muốn buông là tôi buông rất là dễ. Đang giận như vậy chứ nhớ đó, một hai tôi có nhiều nhiều cái thần chú lắm, tôi nhớ một câu thần chú là cái giận nó xuống, phải nói như vậy. Sống tôi là bây giờ là tôi có thể nhận tôi là thầy bùa, mà tôi sống toàn là mấy câu bùa không, mà coi như tôi gặp ai mà thứ nhất là tôi giảng hay tôi dạy học, tôi hay suối người ta, tôi nói cái câu này không lẽ làm xăm lên trán. Có nhiều người hỏi tôi nói sao lúc này sư hay hay nói đến chữ xăm, mà sư bổ sư có tà tu không, tôi nói không, tôi không có tà tu, nhưng mà người chỉ có cách đó có người mới thấy là nó quan trọng. Và có nhiều người tôi còn suối đó, nếu mà họ là người nữ tôi nói về lấy cây son viết cái câu này lên trong cái gương ở trong nhà tắm, cái gương sâu mà phải lấy cây son đó, thì cái son cái màu nó đỏ nó bắt mắt. Viết cái câu này vô. Thì rồi xong, chúng ta học vừa xong cái phẩm nhân duyên hả, bây giờ còn ôn lại chuyện nữa, tức là hồi nãy nói rồi giờ ôn là cuối cùng đó, cho một câu là câu làm sao hả, mấy ngày nay là biết bao nhiêu rồi, biết bao nhiêu câu rồi, mấy cái text chat mà tôi ghi trong đây nãy giờ là bùa không đó, mà nói cái câu đó là câu bùa không đó, cái câu câu bùa không. Tôi nhớ và tôi có viết ở trong cầu tre lắc lẻo cái câu này nè: nếu tăng ni hoặc là ai đó, tăng ni hoặc là ai đó có cái để cho mình, nếu mà họ là người tệ quá đó, nhưng mà họ có cái để cho mình nghe đó, thì mình nên dùng tai để mà tiếp xúc với họ mà đừng có dùng mắt. Còn nếu mà họ là người không có gì để mình nghe, nhưng mà họ là một cái gương sống đẹp, thì mình nên dùng mắt để tiếp xúc với họ, nhưng mà nhớ bịt lỗ tai lại, thì cái đó có thể gọi là câu là một cái gương sống. Các vị có thể nghe về tôi như thế nào đó quan trọng, nhưng cái quan trọng đó là mình hãy nhớ là
tùy lúc mà dùng căn nào trong sáu căn để sống ở đời, đó chính là thần chú để sống và tu. Thần chú để sống, thần chú sống đời nữa, sống đời và chi và hành đạo đó. Tùy lúc mà dùng căn nào trong sáu căn. Tôi nhớ tôi trong một bài viết nào đó tôi có nói, lỡ mà mình có thương một, mình là đàn ông mà thương cô nào, hoặc cô đàn ông và đàn bà mà có thương ông nào, nhớ một câu thôi nha, thương nhau trong ý căn thôi, chứ còn thương nhau mà bằng cả sáu căn á thì coi như là nó sẽ khổ sáu căn. Mình tiếp xúc càng nhiều căn, càng dùng nhiều căn á thì sẽ khổ ở nhiều căn. À, ít một chút có nghĩa là ví dụ như mình thấy nó là cái lửa hố than, mình đưa vô hai ngón tay thôi, nó phỏng hai ngón thôi, mà mình nhảy nguyên con như trong đó thì coi như là thành nguyên con heo quay nha. Thì phải nói đó là tiếp xúc càng nhiều đó thì càng khổ. Ví dụ như mình thấy cái hoa nó đẹp thì chỉ nhìn nó rồi đủ rồi, là đi về không có bỏ trong bụng nữa. Còn mình nhìn cái gì để mình thích mà mình cứ bỏ trong bụng mình đem về đó là tối khỏi ngủ luôn nha. Nhật cái có câu chuyện mà hai anh em, hai huynh đệ mà cổng cô gái qua sông đó, cái chuyện mà con nghe rồi tôi không có kể, tôi chỉ nhắc phớt qua thôi. Là có nhiều khi đó, đối với người ta đó, cái chuyện đó qua rồi người ta không có để bụng, nhưng mà mình đó, thì mình lại để bụng. Tôi nhớ là có một cái thiền viện ở bên Nhật á, nó có cái căn phòng đó, bốn ông đang ngồi thiền, mà với một cái bốn ông dặn nhau là thiền này không có nói chuyện, nhớ nha, nghe kỹ câu chuyện này, thì không nói chuyện nha. Bốn anh em mình đang làm thiền thì đang ngồi như vậy thì cái cánh cửa đó, cái cửa sổ nó đập cái rầm, thì cái ông thứ nhất á, ông nói rồi tệ quá, ai mà quên đóng cửa sổ ta. Thì cái ông thứ hai đó, ông mới nói rằng thiền mà sao nói chuyện. Thì cái ông thứ ba đó, ông mới nói đó là ông thứ ba ông mới nói là mấy ông này đó là ông nào cũng nói chuyện với mình, tôi nãy giờ tôi không có nói chuyện thôi. Thì các vị thấy đó là cái câu chuyện này đối với tôi nó phải là câu chuyện cười, mà nó là cái diện mạo thật sự của chúng ta trong cuộc đời nói chung và trong đạo nói riêng. Là nhiều khi mình chỉ trích một cái người bất thiện thì bản thân cái chuyện chỉ trích nó cũng đã là bất thiện. À, cái vấn đề là chỗ đó. Cho nên tôi hồi nãy tôi có nói là thứ nhất là tùy lúc mà dùng căn nào để sống đời, để tiếp xúc với đời. Thứ hai, càng dùng ít căn thì càng bớt khổ là vậy. Có những lúc mình không cần thiết phải sợ tới lỗ tai, mà nếu kẹt phải nghe đó thì nhớ đừng chuyển cái nghe nó vào trong cái ý căn. Có những lúc mình không có nghe cái mùi đó, mà nếu kẹt không tránh được thì nhớ đừng chuyển cái mùi đó vào trong cái ý căn, tức là trong lòng của mình. Làm sao ví dụ như mình sống mà mình cứ đi ông này xuống cái phòng có cái mùi nặng quá, vậy âm thanh nó ồn quá, thì tất cả những cái này nè nó làm cho mình phiền. Cho nên cái điều quan trọng ở đây đó, cái điều quan trọng ở đây đó là cần lắm thì mới xài, mà chuyện đâu thì để yên đó, đừng có dây dưa ra sáu căn, mục đích là chỗ đó đó. Các vị biết ở bên Âu Mỹ nó có cái này nè, mình ở xóm làng mà mình nhà mình có tiếng động mà quá lớn mà lại không nhầm lúc là người ta có quyền đi cảnh sát. Nhà mình có cái mùi hôi quá, thì mình để mình đổ rác hoặc là có cái gì hôi quá mà ảnh hưởng làng xóm mà có quyền kêu cảnh sát. Mà người Việt Nam mình nghe này thấy ngạc nhiên, Việt Nam mình đâu có giờ hình dung cái chuyện mà lúc chút gì mà kêu công an hết, nhưng bên đây có. Bên đây chẳng hạn như cái chỗ tôi ở nè, chỗ bên Đức này nè, là cái ngày cuối tuần đó là quý vị không có được quyền mà làm vườn hay cái ngày chủ nhật đó là làm cái gì làm, nhưng mà không có được làm cái gì mà nó sùm ngoài xanh rầm rầm là người ta có quyền kêu cảnh sát. Mà nó ác chỗ là có nhiều khi họ thương mình, họ nói thẳng, còn không nó im lặng, nó không có nói, nó đi kêu cảnh sát đó. Cho nên là tại sao tôi đem chuyện đó ra tôi nói ở đây, tôi muốn nói một điều đó là nhiều khi cái phiền ấy
mà nó có những âm thanh, những tiếng động, có những hình ảnh mà nó thay nó dừng lại lỗ tai mình này, nó được mình đưa thẳng vào trong bụng của mình, đưa thẳng vào trong ruột, trong 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 trung tâm của mình đó, thì nó là đã quá xa quá nhiều rồi nha. Thì cái bài kinh Duyên Khởi nói cho mình biết như vậy đó, kinh Duyên, giáo lý Duyên Khởi cho mình biết rằng là chúng ta có mặt ở đời thật ra chỉ là sự có mặt của sáu căn, mà do cái cách mình nói theo cái từ trong nước là xử lý sáu căn ra sao, mà từ đó chúng ta sống thiện hay là sống ác, gieo nhân lành hay là gieo cái nhân dữ ha, rồi là gieo cái quả khổ hay là cái quả vui ha, rồi chính cái sáu căn này nè, mình dùng nó càng nhiều thì cái vấn đề nó càng nhiều. Cho nên ở trong tư cư giáo lý tứ niệm xứ Phật dạy mình cái cách đóng cửa sáu căn, không phải là mình trùm mền, không phải, mà đóng cửa đây có nghĩa là luôn luôn biết rõ tôi đang thấy gì, tôi đang nghe gì, tôi đang thấy gì, tôi đang nghe gì, tôi đang ngửi gì, tôi đang biết mùi gì, tôi đang ăn uống ra sao, tôi đang xúc chạm cái gì, tôi đang suy tư cái gì. Đó là cách đóng cửa sáu căn. Đóng cửa nghĩa là khi mình quan sát nó thì nó sẽ không có lăng xăng nữa. Và sẽ có một ngày quý vị đạt tới cái cảnh giới này, chưa chắc là đắc đạo nha, tôi phải nói là chưa chắc, cái chữ chưa chắc là phải viết bằng mực đỏ nha, chưa chắc là đắc đạo, nhưng mà có thể đạt tới cái này là ngon lành. Nhìn rõ được nó sẽ biến mất. Thì chỉ mong là đời này kiếp này nếu mà không đắc gì mà quý vị đạt tới cái mức đó đó, là coi như là xin chúc mừng mà một cách chân thành đó nha. Và cái chuyện là chuyện hoàn toàn có thể đạt được ngay trong đời sống này. Rồi mà quý vị hỏi tôi bao lâu được thì tôi sẽ nói rằng tùy người, tùy cái thể trạng của mỗi người ha. Có người thì lâu, có người thì mau, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là đạt được cái khả năng nhìn thấy cái bất thiện biến mất, nhưng mà thiện thì khác. Cái thiện được nhìn thấy sẽ được củng cố, mà cái ác mà được nhìn thấy sẽ biến mất. Đây là hai cái câu của quý vị phải nhớ, nếu ai là hành giả phải nhớ câu này, mà đây là sự thật. Tôi tin hai cái này giống như tôi tin tôi có 10 ngón tay vậy đó, tôi tin. Nhưng mà phải với điều kiện là ở một cái mức độ nào đó nha, ở mức độ chánh niệm nào đó, không phải bây giờ tôi không tin, mà biết đâu, nhưng mà cái quan trọng nhất là phải nhớ được cái này, phải nhớ câu thần chú này. Đối với hành giả tứ niệm xứ, tôi không lẽ giờ tôi lập ra cái đạo mới đấy kỳ, chứ cái đạo tôi toàn là bùa không thôi, bùa phép không, đệ tử là coi như xăm hết từ cái trên trán, xăm đầy người toàn là mấy câu này không, còn hơn là Thái Lan nữa, là xăm toàn mấy câu này không, trong nhà là coi như không có tranh ẩm gì hết, toàn là mấy câu này chằng chịt, từ cái gương soi trong nhà tắm mà lên tới cái gương trong phòng ngủ, rồi nhà bếp, phòng khách, tường trong tường ngoài, rồi đồ đạc cái gì mà khắc chạm được rồi tôi cho khắc hết. Và chưa hết là tôi còn ép đệ tử của tôi là coi như là phải thâu băng mấy cái này, mở ra rã suốt ngày, mở cho ai khác nghe, riêng mình là mình đeo headset, mình đeo cái earphone, rất là suốt ngày luôn, mình mấy thì xăm kín hết mấy câu này không. Cái thiện được nhìn thấy sẽ được củng cố, mà cái ác được nhìn thấy thì nó sẽ biến mất, nhưng mà nhớ không phải bây giờ, còn nếu được bây giờ thì tốt nha. Nhưng mà tại sao tôi phải viết bốn cái chữ không phải bây giờ, là bởi vì là không có bốn chữ này nó sẽ gây ra một cái hiểu lầm, là bà con nó ủa tại sao mà tôi cũng thấy mà sao nó vẫn còn đó. Đó là cái bẫy thứ nhất. Cái bẫy thứ hai đó là nhiều người là nghe như vậy mà không có thấy bốn chữ này nè, cứ tưởng bây giờ mình đắc rồi cũng không được nha, vì sợ quý vị tưởng là đắc rồi và cũng không muốn quý vị thất vọng, cho nên tôi phải ghi bốn cái chữ là tại sao kỳ vậy, tại sao mà có cái vụ nghe không rõ là sao, lạ lùng kỳ ha, ok phải nghe chứ. Rồi tiếp theo là tôi giảng cái bài kinh tiếp theo là tôi giảng cái bài kinh, hay là bài kinh kinh gì quá trời trời. Rồi xong rồi, nay giảng nhiều xong không có giảng nữa. Rồi tiếp theo là bài kinh và giảng về 10 lực.
À, mình kinh giảng gì 10 lực à, giảng người 10 lực. À quên đó, quên đó, còn cái câu câu kết này. Hồi nãy có cái câu là không ai hả? Không ai có thể giải thoát. Không ai có thể giải thoát sinh tử lại không hiểu biết lý duyên khởi. Thì cái câu kết đó là không, câu kết lúc là ra thì nó cũng ý tương đương, vậy trong kinh bài kinh cuối cùng nói thì bắt buộc tôi phải ghi thôi, không ai có đủ tư cách nói mình giải thoát trừ phi mình liễu giải được lý duyên khởi. Liễu giải là hiểu sạch sẽ, hiểu không không có sót đó. Đó, đây là kết thúc cái phẩm đó. Không ai có đủ tư cách đó mình là hết sanh tử hết, chỉ có một người đó thôi, bởi vì anh phải biết rõ anh là ai, anh từ đâu anh tới, bản chất thật sự của anh là những gì nó cộng ghép lại rồi anh mới bỏ đó mà anh đi được. Còn không có cái gì bậy bạ cho bằng mình không biết mình đang ở đâu thì làm sao mà mình biết mình sẽ tới đâu. Cái chuyện đó chỉ trừ ra là không thôi, không, một là không, hai là say rượu, ba là con nít còn ẩm, còn ẩm, còn bồng, còn nằm ngửa, bốn là người già lú lẫn. Thì trên đời này chỉ có bốn người này thôi ha, chỉ có là say rượu ha, à, rồi cái lú lẫn ha, à, rồi cái trẻ con ha, à, và cái người điên. À, thì chỉ có bốn hạng này mới là không có biết mình đang ở đâu, chứ mình phải biết mình đang ở đâu thì mình mới biết mình đi về đâu chứ. Mà đôi khi giải thoát sanh tử là gì thì anh phải biết rõ là cái gọi là mình đây nè, thật sự nó là cái gì, à, và mình từ đâu mà mình có mặt ở đây. À, mà bây giờ mình giải quyết cái chữ vì sao đó đó, vì sao mà mình có mặt ở đây, từ đâu mình có mặt ở đây, thì phải giải quyết cái chữ vì sao và cái chữ từ đâu đó, phải giải quyết dứt điểm đó thì mới mong giác ngộ giải thoát. Còn mà bao nhiêu cái pháp môn tu hành ghê gớm gì đi nữa mà nó chuyện đầu tiên là nó không cho đương sự biết rõ đương sự là cái giống giải gì đó là cái nó sản được. Mà cái đó là kinh nói chứ không phải là tôi nói, các vị coi kỹ này kìa. Cái Phật xác định điều đó là không thể nào trên đời này có một sa môn bà la môn nào nói mình là giải thoát phiền não, giải thoát sinh tử mà lại mù tịt mơ hồ lơ mơ về 12 duyên khởi, là chỉ nó không có. Có một điều gì là có hai trường hợp, có vị thánh thấy được mà nói không được, có vị thấy được và trình bày được. Nó có vụ đó nữa. Và trong cái số những vị thấy được mà nói được nó lại có 800.000 trường hợp. Có vị thì thấy được, nói được nhưng mà nói ở một cái mức độ rất là hạn chế. Có vị nói rộng hơn một chút, có vị nói rộng hơn một chút, và cứ như vậy đến cuối cùng là vị chánh đẳng chánh giác. Là ngài có thể trình bày tất cả mọi góc cạnh. Cho nên nhớ, cái lý duyên khởi này thì chỉ có vị chánh đẳng chánh giác thì mới gọi là thông suốt toàn bộ mọi khía cạnh góc cách. Nhưng mà đó là cái chi tiết, còn cái phần căn bản là tất cả thánh nhân đều phải thấy giống nhau hết. Còn cái chi tiết làm sao, thí dụ như là trong vô lượng vũ trụ nó có vô lượng thế giới, nó có vô lượng chúng sinh, thì có những cái căn tánh nó rất là kỳ cục, nó có những hoàn cảnh sống nó rất là kỳ cục đó. Thì chính cái kỳ cục đó đó, khi mình trình bày đó thì ngài phải trình bày làm sao mình cho nó vừa với cái bối cảnh ở đó, với cái văn hóa văn minh, cái tâm tư tình cảm của người ở đó. Mà những chuyện này nè thì Địa Tinh Văn nó làm được, Địa Tinh Văn không thể là biết hết cái đó. Ngài đừng có nói gì ở những cái gì vũ trụ khác, ngay trong trái đất này, ngài Xá Lợi Phất ngài nhìn một người mà không, tôi dùng cái ví dụ mà không biết bà con còn nhớ không, ngài nhìn một người nào đó trước mặt ngài, ngài hoàn toàn có khả năng ngài nhớ rõ vô số kiếp đời trước của người này, ngài thấy rõ cái kiếp sau của người này, ngài thấy nhiều lắm á, ngài biết rất là nhiều về con người này, ngài biết người này là cái khuynh hướng tâm lý ra làm sao, thông minh hay là chậm lục,
tham nhiều hay là sân nhiều hay là si nhiều, nghi nhiều, mạng nhiều, kiến nhiều, ngài biết hết á, ngài sẽ phát, ngài biết hết á. Mới khổ một chỗ là lựa cái nào để nói cho cái người này đây, vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Cái gì ngài cũng biết nhưng mà vì cái chỗ mà lựa thì ngài không bằng Đức Phật. Tôi đã nói, tôi không nhớ, tôi có dùng cái ví dụ là một người mẹ đó hiểu con mình dữ lắm, hiểu lắm, biết nó hồi nhìn hồi xưa mình sanh ra nó mà à, là biết nó hồi nhỏ nó thích cái gì, nó ghét cái gì, và trong 40 năm qua nó đã đi bao nhiêu quốc gia, nó đã ăn bao nhiêu thức ăn trong trời đất vũ trụ, và trong những món ăn đó nó thích cái gì của Nhật, nó ghét cái gì của Nhật, nó thích cái gì của Ý, nó ghét cái gì của Ý, nhà biết hết, bà biết hết. Nhưng mà nó khổ chỗ là chiều nay nè, nó về nhà nó ăn cơm mà muốn đã cho nó một món mà không biết món nào nó thích đây, thì bà làm sao mà bà lựa? Quý vị tưởng tượng đi, nó thích cái món tâm dâm của Thái, nó thích cái món sushi của Nhật, nó món thích cái món là bella của Tây Ban Nha, nó thích cái món risotto của Ý, nó thích nó món biết cái món hát lết của Thụy Sĩ, nó biết cái món steak của người Mỹ, nó biết cái món mắm kho của người Việt Nam, nó thích. Mà nó khổ một chỗ là chiều nay nè, cho nó ăn cái gì đây? Cái vụ này chịu thua nha. Không phải bà mẹ không biết, biết làm lắm, đẻ ra nó mà sao không biết ha? Ở gần nó 40 năm mà sao không biết, nhưng mà khổ cho cái chỉ vấn đề là chiều nay nè, chiều nay cho nó ăn cái gì đây à. Thì ngài sẽ là phát y chang như vậy đó, ngài nhìn một người ngài biết sạch sẽ không sót gì hết, nhưng mà khổ chỗ bây giờ lựa lựa cái gì đây, trong khi Đức Phật lại không. Đức Phật là ngài vừa nhìn cái lỗ mũi người ta là ngài biết người ta muốn cái gì rồi, ngài nhìn cái lỗ mũi người ta là ngài biết người ta nghĩ cái gì, ngài ngài biết rõ cái người này nè là nghe giáo lý duyên khởi là đắc liền, mà ngài còn biết rõ là người này nè cái giáo lý duyên khởi không phải bắt đầu từ vô minh mà phải bắt đầu từ xúc. Ngài vừa gặp mặt người này, ngài nói bạch Thế Tôn con khổ, xin Thế Tôn hãy nói một cái gì đó cho con hết khổ. Thì ngài chỉ nói một câu thôi: vạn khổ đi ra từ xúc, từ xúc nó ra thọ, thọ ra ái, là người này nghe mình là đắc quả a la hán lập tức. Rồi còn rồi 3 giây sau có một người khác đến, ngài biết người này cũng rất là thích hợp pháp môn duyên khởi, giáo lý duyên khởi. Ngài chỉ nói một câu: vạn khổ, tất cả khổ nó đi ra từ tứ thủ. Rồi chiều mai đó thì ngài nói là tất cả khổ nó đi ra từ sanh, hãy có mặt trên đời này là khổ. Rồi ngày mốt có người tới, ngài nói là tất cả các khổ nó đi ra từ từ cái thức tái tục. Có người thì ngài nói là đi ra từ ba hành, gọi là từ vô minh. Có người thì ngài nói đi ra từ tứ lậu, tùy người. Và chưa kể là ngài nói vào thời điểm nào, trong chú giải nói rõ lắm, cũng con người đó, cũng đề tài đó, mà trước đó một phút ngài không nói, trước đó một phút ngài không nói, ngài phải đợi đúng cái thời điểm ngài mới nói. Cái chuyện này là ngài sẽ lại phát, không có cửa nào biết, không có cách nào biết. Như Đức Vinh nói chuyện ngài Pa Giá Đa, gặp Đức Phật ngoài đường, xin Thế Tôn thuyết cho ngài một câu pháp. Đức Phật thì nhìn vào cái tâm vị này, ngài biết ngay bây giờ đó vị này đang quá hoan hỷ đi, mà hoan hỷ mình đến cái mức như vậy thì nó là một sự bồng bột, mà nó bồng bột có nghĩa là nó chưa được lắng yên thì làm sao tiếp nhận được. Cho nên ngài cố ý ngài kéo dài thời gian, ngài nói Như Lai đang đi cất thơ, không phải là thờ nói pháp, mà vị kia do cái duyên nghiệp khiến, tại vì nó sắp chết rồi mà vị nó không biết, mà do cái nghiệp tính dục á, tự nhiên vị nó năn nỉ. Bạch Thế Tôn, dù sao xin Thế Tôn nói vắn tắt cho con. Thì khi mình Đức Phật đợi cho vị này năn nỉ mấy lần như vậy, ngài nói thôi được rồi, ta sẽ nói mấy câu vắn tắt thôi, thấy chỉ là thấy mà thôi, không có ai thấy, nghe chỉ là nghe mà thôi, không có ai nghe, ngửi nếm đụng cũng vậy, suy nghĩ chỉ có những tư tưởng chứ không ai suy nghĩ. Ngài nói xong rồi thì ngài đi. Thì cái vị này bước vào gốc cây bên đường, ngồi xuống đặt qua A-la-hán. Và vào ngay cái thời điểm đó, ngài biết phải nói cái này này người nó mới đắc, nhưng mà ngài phải chờ cho cái tâm người nó lắng xuống một chút. Giống như ngày xưa tôi đi mấy ông đông y ở Việt Nam, tôi thấy nhiều ông mà đông khách thì không có nói gì, còn này ít khách le que, tôi vô là ông đang coi cái ông một cái người khách bên trong vậy đó. Thì người khách kia đi ra rồi đó, thì tới phiên tôi mà không, ông thèm kêu. Ông nói chuyện với nhân viên ông lát sau rồi cái cô nhân viên cũng mới ra, cũng mới kêu mình vô. Tôi có khó chịu lắm, mà nhiều lần như vậy. Có một lần đó tôi có hỏi một người cũng là dân thuốc như vậy, tôi tại sao mà họ bắt mình ngồi như vậy, thì ông nói không, cái chuyện đó không phải là họ bắt sư đâu, mà tại vì sư ở xa tới họ không biết sư đi bằng cái gì,
sẽ đi bộ hay là sẽ đi xe đạp hay là sẽ đi trời nắng hay là sẽ có đi khiêng vác đồ nặng, không có biết. Mình nói cái mạch của mình nó không có chính xác, cái mạch của mình nó không có chính xác, cái nhịp tim của mình nó không chính xác, cái hơi thở mình nó không có chính xác, mình thở hì hục nó không có đúng. Mà ông cố ý ông để cho mình lắng xuống, ông để cho mình trở lại cái trạng thái bình thường, cái thân nhiệt bình thường, hô hấp bình thường, nhịp tim bình thường, everything bình thường, mọi thứ bình thường hết. À, rồi lúc đó vô ổng mới bắt đầu ổng mới là bắt mạch. À, và chưa hình lấy thủy cũng phải lấy cái lấy thủy là lấy nhiệt ấy, ta cũng vậy, ta lấy tốt nhất ta lấy 2 lần. Và ta cũng chờ đợi một cái thời điểm thích hợp ta mới lấy. Dĩ nhiên không phải là chờ lâu không phải, nhưng mình ta chờ một chút, mình chờ một chút gì đó. Chứ còn mình vô mà ào ạt tỉnh chặt lắc kìa nha. Nhiều khi mình mời người ta uống trà và ăn bánh cũng vậy đó, cũng phải chờ người ta rửa tay chân sạch sẽ, ngồi xếp bàn xuống đàng hoàng, ngồi lên chiếu đàng hoàng, chứ người ta đang làm hì hục ngoài vườn cái mình cầm cái bánh cái ly trà mình dúi vô tay người ta, cái mình cho người ta uống trà gì đi nữa thì nó uống cũng không ngon, bởi lúc ta chưa có sẵn sàng nha. Mà đó là gì, đó là duyên khởi đó quý vị, tức là vạn pháp do duyên, có nghĩa là vấn đề nó phải nằm ở miếng miếng bánh hay là cái ly trà đó, mà nó phải đòi hỏi tới 1 tỷ cái duyên nó mới ra được cái chuyện mà cái chén trà ngon ha. Cho nên mình học duyên khởi rồi mình học được một chuyện rất là lý thú, có nghĩa là cái gì trên đời này nó cũng có thể là điểm bắt đầu cho vô số chuyện khác, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, không có một cái chuyện gì trên đời này là nhỏ hết, là bởi vì là nó có thể là điểm bắt đầu cho người ta, mà bắt đầu cho vạn sự quan trọng, cho nên chuyện gì nó cũng có thể là chuyện lớn. Cho nên từ chỗ đó mình phải sống trách nhiệm hơn, trách nhiệm với những gì mình thấy mình nghe, trách nhiệm với những gì mình nói mình làm mình suy tư, vì tất cả những cái đó nó đều có thể là khởi khởi điểm quan trọng cho một sự cố sự kiện ghê gớm long trời lở đất quỷ khóc thần sầu nào đó mà mình không có ngờ nha. Nói ra nó ác nha, chứ ngày xưa nó nếu mà có một cái bà mẹ mà mới bị trận giỏi chuối á, thì làm gì có Hitler, làm gì có Mao Trạch Đông, làm gì có Fidel Castro, làm gì có những cái người độc tài như Pol Pot hoặc là Kim Trung Y, Kim Trung Un. Mình nói là nó hơi ác mà tôi chỉ nói đang nói giáo lý duyên khởi thôi, chứ là bà mẹ mà mới bị trận chân một cái là xong rồi. Gọi là nếu trong cái ngày đó đó mà bà không gặp chồng bà thì thế giới đâu có khổ dữ thành vậy. Chưa chắc, ở đây tôi vẫn nói là chưa chắc thôi nha, thì gặp ngày khác cũng có thể, nhưng mà đại khái là nhiều khi chỉ một cái duyên cớ nhỏ xíu như nó khởi đầu cho một cái sự cố rất là kinh hoàng. Từ đó trong đời sống này, một tôi nói hoài, một sợi tóc, một lá me thấy nó nhỏ, nhưng mà nhiều khi nó là nó nhắc, nó đủ để nhắc cho mình cả một cái khoảng trời mấy chục năm về trước. Có ai dám nói lá me là nhỏ? Thì nó nhắc lại cho mình một thời ở thời sinh viên ở Sài Gòn, cái con đường của lá me bay. Có ai dám nói một sợi tóc là nhỏ khi mà bà xã đi làm về thấy trên giường có một sợi tóc dài trong khi mình tóc ngắn. Đấy, cho nên là trên đời chuyện gì cũng có thể là điểm bắt đầu cho một cái sự kiện lớn, và nhờ vậy người Phật tử sẽ sống có trách nhiệm hơn. Và phải nói rằng té ở đâu thì đứng lên ở đó, sanh tử từ 6 căn thì giải thoát cũng phải từ 6 căn, không thể nào mình té ở Long An mà mình lên Sài Gòn mình mới đứng dậy gì đó, không có. Té ở đâu phải đứng lên từ đó nha. Ok rồi, gặp lại nhau ngày thứ 5. Cảm ơn quý vị.